Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được chia sẻ chủ đề hướng dẫn điền tờ khai hải quan nhập cảnh Mỹ. Tờ khai hải quan nhập cảnh Mỹ sẽ được phát trên máy bay thường khoảng 2 tiếng trước khi máy bay hạ cánh sân bay Mỹ. Mục 1, cô chú, anh chị và các bạn sẽ điền họ, tên, chữ đó điền giống như trong hộ chiếu. Mục 2, chúng ta sẽ điền ngày tháng năm sinh theo định dạng tháng ngày và năm. Ví dụ sinh ngày 24 tháng 5 năm 1996 thì chúng ta sẽ điền 05241996. Mục 3, số người trong gia đình đi chung với bạn. Nếu đi một mình thì chúng ta sẽ điền con số 0. Đi với một người thì điền con số 1. Mục 4, điền địa chỉ mà bạn sẽ cư trú tại Mỹ, nhà người thân, nhà bạn, khách sạn. Trong đó A, tên đường, B, tên thành phố, C, tên bang, chỉ dùng hai chữ cái viết tắt. Mục 5, nước cấp hộ chiếu chúng ta sẽ ghi là Việt Nam. Mục 6, số hộ chiếu. Mục 7, quốc gia sinh sống. Mục 8, các nước quá cảnh trước khi đến nước Mỹ. Mục 9, chúng ta sẽ điền số hiệu chuyến bay. Mục 10, có câu hỏi, mục đích chính của chuyến đi này cho công việc mình đi định cư thì mình sẽ chọn No. Mục 11, nếu có mang theo những thứ thì kê bên dưới thì chọn Z, không thì chọn No. A, hoa quả, trái cây, hạt giống cây trồng, thức ăn, côn trùng. B, thịt động vật, các sản phẩm từ động vật. C, chất gây bệnh, các mẫu cấy tế bào và các loại ốc. D, đất hay từng tới trang trại nào không. Chú ý, mang theo những gì trong hành lý thì hãy điền chính xác và trung thực trong tờ khai. Nếu hải quan phát hiện bạn mang thực phẩm cấm mà không khai báo, bạn sẽ bị phạt tịch thu giấy tờ hoặc bị giam giữ trong một số trường hợp nghiêm trọng. Mục 12, có tiếp xúc gần với động vật sống không, chọn No. Mục 13, nếu đem trên 10.000 USD thì chọn Z, dưới 10.000 USD thì chọn No, tính số tiền tổng của cả gia đình cùng đi với bạn. Mục 14, có đem hàng hóa mua bán không. Mục 15, điền N gạch A nếu chọn No ở mục 14. Sau đó ký tên vào ô được đánh dấu X như trên màn hình. Chú ý chung, lần đầu tiên đi thì nên đi đây không, không nên đem tất cả những thứ được đề cập ở mục 11, mục 14. Mang tiền vừa đủ để trong tờ khai hải quan từ mục 11 đến mục 15 toàn là No với NA. Vì quy trình sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu một trong các mục đó có chữ Z và không gây được ấn tượng đầu tiên tốt với hải quan Mỹ, thủ tục nhập cảnh sẽ không diễn ra suôn sẻ nhanh chóng. Thông tin điền vào tờ khai phải chính xác và trùng khớp với nội dung thông tin ghi trên hộ chiếu. Thật cẩn thận điền hết tất cả những phần yêu cầu khai báo trên tờ khai. Một khoảng trống chưa được điền thông tin sẽ khiến bạn phải khai thêm và mất nhiều thời gian cho việc xếp hàng làm thủ tục. Nên mang theo mình một cây viết, bởi quầy làm thủ tục thường đông và không phải khi nào viết cũng có sẵn tại quầy để bạn sử dụng. Sau khi điền tờ khai thì giữ gìn cẩn thận để nộp lại cho nhân viên thanh tra của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ CBP khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay